xin chào quý vị, cho mình đang có mặt ở đường Tô Hiến Thành, đường 15 quận 10 Sài Gòn, chiều ngày 1/6/2018. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa, độ giờ khoảng 31 độ C. Yeah.
Tân Bình đó. Đường Lê Minh Xuân, bên tay trái đây là chợ Tân Bình. Chuyên bán vải và quần áo bày sẵn nổi tiếng Sài Gòn. Bán về các tỉnh, năm kỳ lục tỉnh, về Campuchia, về Lào. Đa dạng giá bình dân. Ngày xưa đây gắn liền với làng dệt và ngã tư Lý Hiền của người gốc Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bây giờ họ nhập giải từ Quảng Châu, Trung Quốc về, nên cái nghề dệt ở Tân Bình, Lý Hiền bị mai một. Đây là đường Lạc Long Quân, đường 8 Tân Bình. Rồi, bên trái đây đường Bảy Hiền. Phía trước là nhà thờ Trung ấy.
đâu, đây là đường Phạm Phú Thứ, phường 1 Tân Bình. Đẹp xe. Ok, thank you. Hẹn gặp lại.